Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Đây là em của mình và hôm nay tụi mình sẽ làm thử thách em trai makeup cho chị gái. Chào đi. Chào mấy bạn. Sản phẩm mình dùng cho video này là những sản phẩm mình được tặng hoặc là mua bất kỳ ở đâu đó. Nên là nếu các bạn thắc mắc cái gì thì cứ comment nha, mình sẽ để link ở đâu đó. Và chúng ta bắt đầu thử thách hôm nay thôi. Giờ mình sẽ đeo này cho chị mình nha mấy bạn. Đeo không bà? Cái này của... Cái này của bột cổ tôi tặng không mấy bạn. Cổ tôi tặng. Mày nói ra vậy mày. Để mình tự, mình có thể tự đúng đó. Bồ cũ thằng á. Xin lỗi em bồ cũ. Đó, mình đi xong rồi. Rồi hồi nãy mình có kẻ trên mày á, nên là bây giờ mình sẽ tẩy chay nó đi. Mình sẽ tẩy nó đi. Mình dùng nước tẩy chay của Senka nha. Nè, tẩy đi. Sao? Tại lông mày. Trời, nhẹ nhẹ thôi. Rồi. Này, đây là mặt mặt của mình nè. Đó, bây giờ mình em mình sẽ bắt đầu trang điểm. Mày nói đi. Trang điểm theo ý tao đúng không? Chứ đầu tiên kể trên mày chứ. Dù trang điểm theo ý mình mà. Nhưng mà mình phải làm theo từng bước chứ. Không. Trang điểm theo ý mình trang điểm sao mình trang điểm vậy? Không, mình phải kể trong mày xem mình kể mắt rồi mình xong luôn. Tiên mình sẽ đánh trong mày nha mấy bạn. Buồn quá hu hu. Chị kệ em ơi. Có nghĩa là mình sẽ vẽ chị thành một đại mỹ nữ không? Có nghĩa là mình sẽ vẽ chị thành một đại mỹ nữ không? Chói mặt liền. Mày đừng có mượn chuyện công trả thù riêng nghe. Thôi cũng được, cũng được. Đây. Nó cũng ra cái chân mày. Từ từ. Mày vẽ theo cái xì đai gì đây? Dưới chân mày đàn ông ấy. Đây là cái gì? Đó là bút kẻ mắt. Kẻ cái đuôi mắt. Biết kẻ đuôi mắt không? Biết, biết rồi. Đi để nè, quay. Giờ mình lấy nét trong này. Oh my god. Liêm ơi, giờ sao? Liêm rồi. Tình chị em chắc có bền lâu. Sau video này giờ không có chị em nữa đó chứ. Mình sẽ lau đi. Lau đi cho em mình vẽ lại. Lại đây. Ủa sao nó có cái đuôi vậy? Mày xóa lại. Cố tình nữa. Lộn. Bên này. Ok, bên này cũng tạm chấp nhận đi. Ừ, đưa đây coi. Mắt sâu quá. Cười, cười lên mà hỏi. Rồi. Ê, mày son đâu? Này là phấn mắt. Phấn mắt là cái gì? Bôi mắt đó hả? Ừ. Để cái gì? Mình không có cọ nên là chị hôm nay mình các bạn cho mình dùng tay nghe. Màu gì đậm vậy? Mình nhìn con mèo kìa. Yên coi. Ừ.
Mày ghét chị lắm không Tống? Tiếp. Đốt má hồng. Trời nhẹ nhẹ tôi, trời ơi da người ta. Cái gì vậy? Mũi cao. Mũi cao nữa. Mày cũng biết mũi cao nữa hả? Đây là gì? Mũi cao. Mũi chị đủ cao rồi. Ừ, son đâu? Con có nhận ra mặt mẹ không? Son, son đây hả? Ừ, đó có nhiều cây á, thích lấy cây nào lấy. Cái này mẹ thấy quá son rồi chứ. Sao lại gì? Mình sẽ quánh vào này cho cái bạn nghe. À, mình... Không, mình sẽ cho cái tay này ra. Như vậy, đến xong mình bôi này. Ờ, em mình sẽ quánh cho mình màu này. Đừng ngâm mỏ lên. Đừng gói. Ngồi chấm chấm chút lại. Còn gì vậy được không? Cái này là để thôi. Đây là để làm gì? Đây là để bôi lên nhưng mày. Rồi bôi cho mày. Nó có màu nào? Còn ngay gì đi. Đây là để kẻ mắt cho nó sáng. Thôi. Rồi. Này để quánh mắt cho thấy. Quánh sao? Quánh viền dưới nữa. Thôi phí tiền rồi. Từ từ. Phỏng vấn. Mày đang biến chạy thành hình tượng gì đây? Đây là người yêu trong mộng của mày hả? Người yêu trong mộng của Tống đúng không? Thôi coi, mày là yêu cái môi mày coi. Gì ghê mày? Tao sửa. Sửa. Sửa môi mới thôi. Yêu. Yêu mày. Chúm lại. Thôi quánh nhiều vậy. Cái gì đây? Một chân cao. Cao nào cái đó. Bạn ơi, em của mình theo dõi lộn beauty blogger. Cao hẳn quay. Mấy bạn có thấy mũi mình cao hẳn không? Thôi phí chồng. Mày để mũi bình thường coi. Có che em kèm che khuyết điểm không? Có thì bao nhiêu chú. Thôi, quánh vậy đâu mà che, nhìn con gì đâu che. Nè. Quánh không còn miếng khuyết điểm nào luôn. Gì vậy? Im coi.
được mày cho đều nhiệm lập địch. Giờ mới tháng 3 thôi. Em mình nó đã hóa trang Halloween cho mình vào tháng 10 rồi. À, đẹp. Từ từ. Đi. Thôi. Gọn mắt. Ai gọn mặt bằng son bây giờ? Mày theo dõi ai vậy? Mày nói đi rồi chịu ai chịu report đó. Đẹp rồi á. Tôi nhớ là các bạn đừng bao giờ gây thù chút quán với những đứa em nha. Từ khoan mình sẽ cởi cái này ra, thoải mái xuống. Tôi khoan lúc mới khoan miệng. Sau đó mình đổi mũ lên. Các bạn có thấy mình đẹp thẫn thờ không? Đẹp hững hờ không? Mình đây chỉ là một video giải trí thôi nên là mình để chúng ta đến kết thúc tại đây. Bây giờ thấy mặt mình như vậy là quá đủ rồi. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của mình. Bye. Nhớ like và subscribe kênh của mình để chúng ta có thể gặp nhau ở nhiều video khác hơn. Và nhớ là đừng bao giờ giơ khuôn mặt của bạn như những đứa em trai. Rất mong các bạn đã có những phút giây giải trí vui vẻ nhé.